Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc. Và trong chuyên mục Sức Khỏe hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn là 13 công dụng của đậu rồng và cái cách chế biến ngon nhất từ loại quả này. Đậu rồng là một trong số ít thực phẩm vô cùng đặc biệt mà khi mà tất cả các cái bộ phận đều ăn được và góp phần cung cấp những cái dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể khỏe khoắn lên một cách thần kỳ. Chúng tôi sẽ tiết lộ ngay sau đây những cái công dụng tuyệt vời của loài cây này. Cây đậu rồng nó còn có một cái tên gọi khác, đấy là đậu hoa, đậu bốn góc, đậu bốn cạnh, vân vân. Thì đây là một loại cây thuộc họ đậu. Loài thực vật này phát triển nhiều ở các quốc gia vùng xích đạo nóng ẩm từ Philippines, Indonesia đến Ấn Độ, Miến Điện, Malaysia, Thái Lan và Sri Lanka. Nó được trồng rộng rãi ở các cái khu vực Đông Nam Á do khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Đậu rồng là một cái loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và tất cả các bộ phận của cây đều có thể ăn được. Lá đậu rồng có thể ăn được như rau bina, hoa được dùng trộn trong các cái món salad, củ có thể ăn sống hoặc là nấu chín, hạt của loại đậu này được sử dụng tương tự như là đậu thường. Lá đậu rồng là một loại rau xanh, một nguồn chất xơ, vitamin C, vitamin A và khoáng chất tuyệt vời. Trong 100g lá đậu rồng tươi có chứa đến 45mg vitamin C, tương đương với 75% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể và 8090 IU vitamin A, 270% GDA. Quả đậu rồng non cũng là một trong những loại rau có lượng calo rất thấp. 100g đậu rồng chỉ chứa 49 calo. Hạt của loại thực vật này có đến 409 calo trong mỗi 100g và chứa hàm lượng protein tương đối cao, tương đương với protein có trong đậu nành. Lượng thiamin, vitamin B6, niacin, riboflavin và một số các cái vitamin B có chứa rất nhiều trong đậu rồng cũng như các loại đậu khác. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những cái tác dụng tuyệt vời của loại đậu rồng này. Thứ nhất là giúp ích trong việc giảm cân. Các loại đậu đều tốt cho sức khỏe và có hàm lượng calo thấp, đậu rồng cũng không phải ngoại lệ. Nó chứa trong mình một cái lượng lớn chất xơ giúp giảm cân một cách lành mạnh. Lượng chất xơ và calo dồi dào trong hạt đậu và giúp kéo dài cái cảm giác no bụng, do đó mà loại bỏ cái thói quen ăn vặt liên tục có thể dẫn đến việc tăng cân nhanh chóng. Và thứ hai là phòng ngừa lão hóa sớm. Những chất chống oxy hóa tự nhiên trong đậu rồng giúp bảo vệ màng tế bào khỏi sự tấn công bởi các cái gốc tự do. Các loại vitamin A, vitamin C trong loại đậu này còn mang đến công dụng trong ngăn ngừa sự lão hóa sớm và bảo vệ làn da khỏi nếp nhăn do tác động gây nên bởi tuổi tác. Thứ ba là tăng cường khả năng miễn dịch. Như đã đề cập ở trên thì đậu rồng rất giàu vitamin A, vitamin C. Tiêu thụ loại đậu này thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe và chống lại các cái bệnh truyền nhiễm gây hại cho cơ thể. Vitamin C trong đậu rồng cũng đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ, tăng cường sức đề kháng, giúp phòng ngừa các cái chứng bệnh gây nên bởi thời tiết như là ho, cảm cúm, sổ mũi một cách hiệu quả. Và tác dụng thứ tư là thực phẩm giúp ích cho phụ nữ mang thai. Thì đậu rồng là một loại nguồn folate phong phú. Ăn loại hạt này ở mức độ vừa phải trong thai kỳ sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé. Ăn đậu rồng giúp hỗ trợ sinh nở khỏe mạnh, cùng với đó là tránh được sự xuất hiện của khuyết tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh. Không những vậy, hàm lượng folate, nguồn chất sắt dồi dào trong cây hoa đậu này còn giúp giảm thiểu nguy cơ thiếu máu của mẹ và nhẹ cân ở trẻ. Và tác dụng thứ năm là giảm viêm hiệu quả. Cái tình trạng viêm nhiễm có thể được giảm thiểu nhờ vào mangan trong các loại đậu. Đậu rồng có tác dụng làm giảm bong gân hoặc sưng nhờ các cái đặc tính chống oxy hóa ở loại quả này. Bên cạnh đó thì đậu rồng còn giúp ích trong điều trị thiếu hụt superoxid, do vậy có lợi cho những bệnh nhân viêm khớp. Và tác dụng thứ 6 là tăng cường sức khỏe mắt. Theo các nhà khoa học thì thiamin có trong các loại cây hoa đậu giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến thị lực. Sử dụng thường xuyên đậu rồng giúp ích trong phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ mắc phải các cái vấn đề về mắt như là bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể. Thiamin còn có khả năng cải thiện tín hiệu cơ và thần kinh, là cái nhân tố rất quan trọng trong kết nối giữa mắt và não. Tác dụng thứ 7 là ngăn ngừa bệnh tiểu đường.
thì các nhà khoa học cho rằng hỗn hợp vitamin D và canxi phối hợp với nhau sẽ giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh tiểu đường bằng cách là tối ưu hóa quá trình chuyển hóa gluco trong cơ thể. Đây là hai cái dưỡng chất ảnh hưởng trực tiếp đến các tế bào tuyến tụy, do đó ảnh hưởng đến việc tiết insulin và cân bằng lượng đường huyết trong cơ thể. Vậy nên với lượng vitamin và dưỡng chất lớn, đậu rồng không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng mà nó còn giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả. Và tác dụng thứ 8 là bổ sung năng lượng. Phốt pho có trong đậu rồng giúp cải thiện mức năng lượng của cơ thể. Bên cạnh đó, nó còn giúp xử lý các vấn đề như là mệt mỏi, tê liệt và yếu cơ. Các loại đường khác nhau, chẳng hạn như là gluco, đường fructose, sucrose, lactose, galactose và maltose có chứa trong đậu rồng cũng chịu trách nhiệm trực tiếp trong cái quá trình này. Đậu rồng không chỉ giúp cải thiện mức năng lượng mà còn giúp duy trì năng lượng, tạo ra sức lực cho mọi hoạt động học tập và làm việc của chúng ta. Và tác dụng thứ 9 là thiếu chất dinh dưỡng. Thì thường xuyên sử dụng đậu rồng giúp bù đắp sự thiếu hụt chất dinh dưỡng do chế độ ăn không lành mạnh gây ra. Thì các cây họ đậu không chỉ chứa đầy các vitamin có lợi mà còn chứa rất nhiều các cái khoáng chất như là canxi, sắt, đồng, phốt pho, magie và mangan. Và thứ 10 là giảm thiểu chứng đau đầu và đau nửa đầu. Tryptophan trong đậu rồng giúp giảm đi các cái cơn đau liên quan đến căng thẳng hay là stress gây nên. Vì vậy mà sử dụng thực phẩm này thường xuyên có thể giúp giảm đau đầu và đau nửa đầu. Nó hỗ trợ làm tăng cái quá trình tổng hợp serotonin, từ đó giúp giảm đau cũng như các cái triệu chứng liên quan như nhạy cảm với ánh sáng và khó tiêu. Và tác dụng thứ 11 là tốt cho xương khớp. Thì trong tất cả các cái loại thực vật họ hàng thì đậu rồng có cái hàm lượng canxi cao nhất. Vậy nên ăn đậu rồng thường xuyên sẽ có tác dụng tốt cho xương của con người. Canxi sẽ giúp sản xuất, duy trì và tái tạo hệ thống xương, từ đó phòng chống loãng xương hiệu quả. Và thứ 12 là tăng cường sức đề kháng. Đậu rồng được đánh giá cao bởi cái hàm lượng vitamin C trong nó. Chính vì vậy mà đậu rồng được xem như một loại thực phẩm có tác dụng trong xây dựng khả năng miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại bệnh tật, duy trì độ đàn hồi của mạch máu và ngăn ngừa ung thư. Và tác dụng thứ 13 là thay thế protein động vật. Cũng giống như các loài cây họ đậu khác thì đậu rồng cũng chứa trong mình hàm lượng protein rất cao và có thể thay thế cho protein từ động vật. Đây là thực phẩm tốt cho người ăn chay và phòng tránh hiệu quả bệnh suy dinh dưỡng. Và tiếp theo là chúng tôi sẽ giới thiệu với quý anh chị và các bạn một cái món ăn rất tuyệt vời từ đậu rồng này. Đấy là món đậu rồng xào trứng. Chúng ta cần chuẩn bị đậu rồng nhặt rửa sạch, cắt chéo, cà rốt cắt sợi dài 4 cm, ngò dí, hành lá cắt nhỏ, trứng vịt lấy lòng đỏ đánh tan, nêm ít tiêu và gia vị. Cật heo cần được rửa sạch, khứa chéo cà rô rồi cắt miếng dài 2 cm, ướp với 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/4 thìa tiêu và 1 thìa hành tỏi băm nhuyễn, ướp trong một thời gian cho gia vị thấm đều. Và chúng ta tiến hành cách làm như sau: hành tỏi băm đem phi thơm, sau đó cho cật heo vào xào, nêm chút rượu trắng, một ít nước, xào chín tới, chút ra đĩa và thêm dầu ăn vào chảo, phi thơm hành và tỏi băm đã chuẩn bị sẵn, cho đậu rồng và cà rốt vào xào chung. Ta thêm chút hạt nêm và gia vị cho món ăn thêm đậm đà. Khi rau vừa chín thì cho cật đã xào vào cùng với lòng đỏ trứng vào, đảo đều, thêm một ít nước, đến khi trứng chín thì tắt bếp. Cách dùng: cho đậu rồng xào trứng ra đĩa, rắc hành ngò và tiêu lên trên, khi ăn chấm kèm nước tương và ớt cắt lát. Đậu rồng đây là một cái loại có vị ngọt, tính mát, bà bầu nên sử dụng thường xuyên loại thực phẩm này để cung cấp vitamin cho cơ thể. Bên cạnh đó thì đậu rồng còn đóng vai trò quan trọng chống lại các cái tác động gây nguy hiểm cho thai nhi. Đặc biệt là thực phẩm này rất phù hợp với những bà bầu mới ốm dậy, bởi trong đậu rồng có chứa hàm lượng cao protein giúp hồi phục sức khỏe nhanh chóng, tăng cường khả năng trao đổi chất trong cơ thể, từ đó đảm bảo dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé. Và nhiều người hỏi rằng là lá đậu rồng có ăn được không? Thì cũng giống như các loài lá khác thì lá đậu rồng cũng là một loại rau xanh bổ dưỡng chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, vì vậy mà có thể dùng để chế biến món ăn cực ngon. Và cũng có câu hỏi rằng củ đậu rồng có ăn được không?
Củ đậu rồng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, mọi người có thể ăn sống hoặc là chế biến đều được. Và nhiều người cũng hỏi rằng đậu rồng có chứa được bệnh đau dạ dày hay không? Thì đậu rồng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên rất ít người biết rằng đậu rồng còn là một cái phương thuốc giúp chữa trị chứng đau dạ dày cực kỳ hiệu nghiệm. Nếu rằng bạn khỏe, hãy đeo hạt đậu rồng già rang với muối cho vàng thơm không để cháy. Sáng sớm vào lúc bụng còn đói, hãy nhai khoảng 10 đến 12 hạt. Nếu răng yếu, ta nên xay nhuyễn, nhai một muỗng cà phê bột đó mỗi sáng và nhai 20 lần rồi mới nuốt từ từ. Sử dụng ý phương pháp này liên tục trong khoảng 15 ngày thì sẽ khỏi bệnh. Đối với người bị nặng thì cần dùng trong khoảng thời gian lâu hơn. Và chúng ta cũng nên lưu ý khi mua và bảo quản đậu rồng để bảo đảm cái độ ngon, ngọt cho trái đậu rồng khi mua và bảo quản thực phẩm này. Mọi người cần lưu ý một số cái điều sau đây. Tức là khi mua đậu rồng nên chọn trái đậu tươi, không héo, thân cứng, chắc và không có những cái đốm nâu trên vỏ. Trước khi ăn cần rửa sạch để rao nước, cắt bỏ cuống. Đậu rồng sẽ bảo quản được lâu hơn nếu cho vào túi giấy gói kín để trong ngăn mát tủ lạnh. Ta chỉ nên để tối đa loại quả này trong khoảng 2 ngày để đảm bảo cái hương vị và cái hàm lượng dinh dưỡng tốt nhất. Đậu rồng là một loại thực phẩm có chứa rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Không cần chế biến rườm rà, bạn có thể ăn sống đậu rồng hoặc luộc hoặc xào để ăn là có thể thưởng thức được trọn vẹn cái hương vị cũng như là nhận về những cái lợi ích tốt cho sức khỏe của mình. Quý anh chị thân mến, như vậy trên đây chúng tôi đã chia sẻ và giới thiệu với quý anh chị 13 công dụng của đậu rồng và cái cách chế biến ngon nhất và những cái lưu ý khi mà mua chế biến các cái loại thực phẩm này. Và cũng rất mong rằng với thông tin này sẽ giúp ích cho quý anh chị được rất nhiều trong cuộc sống. Và cũng xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc thì quý anh chị có thể vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại quý vị trong thời gian sớm nhất. Và nếu quý vị là những người lần đầu tiên đến với kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì quý anh chị có thể vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.